Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Hán dịch Sa Môn Thật Do Nan Đà, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Tập 18. Quyển 46 Phẩm Pháp Không Nghĩ Bàn của Phật thứ 33. Kinh văn: Bấy giờ trong đại hội có các Bồ Tát nghĩ như vậy, cõi nước chư Phật không nghĩ bàn như thế nào, nguyện xưa của chư Phật không nghĩ bàn như thế nào, trùng tánh của chư Phật không nghĩ bàn như thế nào, chư Phật xuất hiện không nghĩ bàn như thế nào, thân của chư Phật không nghĩ bàn như thế nào, âm thanh của chư Phật không nghĩ bàn như thế nào, trí huệ của chư Phật không nghĩ bàn như thế nào, tự tại của chư Phật không nghĩ bàn như thế nào, vô ngại của chư Phật không nghĩ bàn như thế nào, giải thoát của chư Phật không nghĩ bàn như thế nào. Bấy giờ Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các Bồ Tát, bèn dùng thần lực gia trì, trí huệ nhiếp thọ, quang minh chiếu sáng, oai thế dùng mãn khiến cho Bồ Tát Thanh Liên Hòa Tạng, trụ vô úy của Phật và pháp giới của Phật, đắc được vài đức thần thông tự tại của Phật, đắc được quan sát rộng lớn vô ngại, biết tất cả chủng tánh thứ tự của Phật, trụ bất khả thuyết phương tiện Phật Pháp. Giảng giải. Lúc đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong Đại Pháp Hội, Đại Điện Phổ Quang Minh có rất nhiều Bồ Tát đều có tư tưởng như vậy. Có nước chư Phật tạo ra không thể nghĩ bàn như thế nào, nguyện xưa chư Phật đã phát ra không thể nghĩ bàn như thế nào, chủng tánh của chư Phật lại không nghĩ bàn như thế nào, chư Phật xuất hiện ra đời không nghĩ bàn như thế nào, pháp thân báo thân hóa thân của chư Phật không nghĩ bàn như thế nào, âm thanh của chư Phật lại không nghĩ bàn như thế nào, trí huệ của chư Phật không nghĩ bàn như thế nào, tự tại của chư Phật không nghĩ bàn như thế nào, vô ngại của chư Phật lại không nghĩ bàn như thế nào, giải thoát của chư Phật lại không nghĩ bàn như thế nào. Lúc đó, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật biết các vị Bồ Tát có những tư tưởng như vậy, lập tức Ngài dùng đại oai thần được gia trì, dùng trí huệ để nhiếp thọ họ, khiến cho họ đắc được trí huệ, dùng quang minh chiếu sáng họ, dùng oai thế dung mãn họ, khiến cho Bồ Tát Thanh Liên Hòa Tạng trụ vô úy của Phật và pháp giới của Phật, đắc được oai đức thần thông tự tại của Phật, đắc được trí huệ quan sát rộng lớn vô ngại, biết tất cả chủng tánh thứ tự của Phật mà trụ trong bất khả thuyết phương tiện Phật Pháp. Bấy giờ Bồ Tát Thanh Liên Hòa Tạng liền thông đạt pháp giới vô ngại, liền an trụ hạnh lìa chướng thâm sâu, liền thành tựu viên mãn đại nguyện phổ hiền, liền thấy biết tất cả Phật Pháp, dùng tâm đại bi quan sát chúng sinh, muốn khiến cho họ được thanh tịnh, tinh tấn tu tập, không có nhàm mỏi, thọ trì tu hành tất cả Pháp của các Bồ Tát. Ở trong một niệm sinh ra trí huệ của Phật, hiểu rõ tất cả trí môn vô tận, tổng trì biện tài thầy đều đầy đủ, thừa thần lực của Phật bảo Bồ Tát Liên Hòa Tạng rằng: Phật tử, chư Phật Thế Tôn có vô lượng trụ. Lúc đó Bồ Tát Thanh Liên Hòa Tạng liền thông đạt pháp giới vô ngại, tức thường tu hành hạnh môn lìa tất cả chướng ngại, bèn thành tựu viên mãn đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, liền thấy rõ biết tất cả pháp môn của chư Phật nói. Lúc đó Bồ Tát Thanh Liên Hòa Tạng dùng tâm đại từ bi để quan sát tất cả chúng sinh, muốn khiến cho họ trở về nguồn cội, khôi phục lại tự tánh thành tịnh vốn có, khiến cho hết thảy chúng sinh tinh tấn tu tập tất cả Phật Pháp, không còn nhàm chán và mệt mỏi, thọ trí tu hành tất cả pháp môn của các Bồ Tát tu. Ở trong một niệm sinh ra tất cả trí huệ của chư Phật, hiểu rõ tất cả trí môn vô cùng vô tận, hay tổng tất cả pháp trì vô lượng nghĩa, biện tài vô ngại, cũng đều đầy đủ viên mãn. Lúc đó Bồ Tát Thanh Liên Hoa Tạng thừa đại oai thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật bảo Bồ Tát Liên Hoa Tạng nói rằng: Phật tử, hết thảy chư Phật Thế Tôn đều có vô lượng trụ. Dưới đây sẽ nói rõ vô lượng trụ của chư Phật, đó là thường trụ đại bi, trụ đủ thứ thân làm các Phật sự, trụ tâm bình đẳng, truyền bánh xe pháp thanh tịnh, trụ bốn biện tài nói vô lượng pháp, trụ tất cả Phật pháp không nghĩ bàn, trụ âm thanh thanh tịnh khắp vô lượng cõi, trụ bất khả thuyết pháp giới thâm sâu, trụ hiện tất cả thần thông tối thắng, trụ hay khai thị pháp rốt ráo không có chướng ngại. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ pháp khắp cùng vô lượng vô biên pháp giới. Những gì là 10? Đó là tất cả chư Phật có thân không bờ bé, sắc tướng thanh tịnh vào khắp các cõi mà không nhiễm trước. Đó là tâm của Ngài thường trụ đại bi, lại trụ đủ thứ thân làm các đại Phật sự, trụ ý niệm bình đẳng, chuyển bánh xe pháp thanh tịnh, trụ bốn biện tài mà nói vô lượng vô biên pháp môn, bốn vô ngại biện, tức là từ vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, pháp vô ngại biện,
lạc thuyết vô ngại biện, lại chỗ nơi tất cả pháp môn của chư Phật không nghĩ bàn, lại chỗ âm thanh thanh tịnh vang khắp vô lượng cõi nước, lại chỗ bất khả thuyết pháp giới thâm sâu, lại chỗ hiện tất cả thần thông diệu dụng tối thắng, lại chỗ hay khai thị pháp môn rốt ráo không có chướng ngại. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ pháp khắp cùng vô lượng vô biên pháp giới. Những gì là 10? Đó là: một, tất cả chư Phật có thân tướng không bờ mé, mà sắc tướng đó thanh tịnh vô ngại. Chư Phật Thế Tôn vào khắp hết thảy các cõi mà không có sự ô nhiễm và chấp trước, tùy vào các cõi mà không bị tất cả các cõi chuyển biến. Tất cả chư Phật có con mắt không bờ mé, không chướng ngại, nơi tất cả pháp đều thấy rõ hết. Tất cả chư Phật có tai không bờ mé, không chướng ngại, thầy đều hiểu rõ hết tất cả âm thanh. Tất cả chư Phật có mũi không bờ mé, đến được tự tại bờ bên kia của chư Phật. Tất cả chư Phật có lưỡi rộng dài, vang ra âm thanh vi diệu khắp cùng pháp giới. Tất cả chư Phật có thân không bờ mé, ứng khắp tâm chúng sinh, đều khiến cho họ đều thấy được. Tất cả chư Phật có ý không bờ mé, trụ nơi pháp thân bình đẳng vô ngại. Tất cả chư Phật có giải thoát vô ngại không bờ mé, thị hiện đại thần thông lực vô tận. Tất cả chư Phật có thế giới thanh tịnh không bờ mé, tùy chúng sinh ưa thích hiện ra các cõi Phật, đầy đủ vô lượng đủ thứ sự trang nghiêm mà ở trong đó không sinh tầm nhiễm trước. 2. Mười phương ba đời tất cả chư Phật có con mắt không bờ mé, không chướng ngại, có thể thấy khắp tận hư không biến pháp giới. Tất cả tâm của chúng sinh Ngài đều nhìn thấy được hết, cho nên gọi là không bờ mé. Tất cả Phật pháp Ngài cũng thấy rõ hết, thấu rõ hết không sót thừa. 3. Tất cả chư Phật có lỗ tai không bờ mé, không chướng ngại, thầy đều hiểu rõ hết tất cả âm thanh. 4. Lại nữa, tất cả chư Phật có mũi không bờ mé, đến được tự tại bờ bên kia của chư Phật. 5. Lại nữa, tất cả chư Phật có lưỡi rộng dài, vang ra âm thanh vì diệu khắp cùng pháp giới. 6. Lại nữa, tất cả chư Phật có thần không bờ mé, ứng khắp tâm chúng sinh, đều khiến cho họ đều thấy được. 7. Lại nữa, tất cả chư Phật có ý không bờ mé, trụ nơi pháp thân bình đẳng vô ngại. 8. Lại nữa, tất cả chư Phật có giải thoát không bờ mé, không có chướng ngại, hay thị hiện đại thần thông lực vô tận. 9. Lại nữa, tất cả chư Phật có thế giới thanh tịnh không bờ mé, tùy chúng sinh ưa thích hiện ra tất cả cõi Phật, đầy đủ vô lượng đủ thứ sự trang nghiêm mà ở trong đó cũng không sinh tâm nhiễm ô, cũng không sinh tâm tham trước, chẳng có sự chấp trước nào. Tất cả chư Phật có hạnh nguyện Bồ Tát không bờ mé, đắc được trí huệ viên mãn du hí tự tại, đều thông đạt tất cả Phật pháp. Phật tử, đó là 10 thứ Phật pháp không bờ mé khắp cùng pháp giới của Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ niệm niệm sinh ra trí huệ. Những gì là 10? Đó là tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới từ trên trời giáng xuống. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới Bồ Tát thọ sanh. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới xuất gia học đạo. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới dưới cội Bồ Đề thành đẳng chánh giác. 10. Tất cả chư Phật lại có hạnh nguyện Bồ Tát không bờ mé, đắc được trí huệ viên mãn, thần thông biến hóa, du hí tự tại, hoàn toàn thông đạt tất cả pháp môn của chư Phật. Các vị Phật tử, đó là 10 thứ Phật pháp không bờ mé khắp cùng pháp giới của Đức Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, các vị Phật tử hãy lắng nghe, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ niệm niệm sinh ra trí huệ. Những gì là 10 thứ niệm? Đó là: một, tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới từ trên trời giáng xuống. 2. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới Bồ Tát thọ sanh. 3. Lại nữa, tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới xuất gia học đạo. 4. Lại nữa, tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới dưới cội Bồ Đề thành đẳng chánh giác. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới chuyển diệu pháp luân. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới giáo hóa chúng sinh, cúng dường chư Phật. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới bất khả thuyết, đủ thứ thân Phật. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới đủ thứ sự trang nghiêm, vô số sự trang nghiêm, tất cả trí hít đạng tự tại của Như Lai. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới, vô lượng vô số chúng sinh thanh tịnh,
Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới đủ thứ căn tánh chư Phật ba đời, đủ thứ tinh tấn, đủ thứ tu hành hiểu biết ở trong ba đời thành đẳng chánh giác. Năm, hết thảy mười phương ba đời tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới ở trong vô lượng thế giới chuyển diệu pháp luân làm sư tử hống. Sáu, lại nữa, mười phương ba đời tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới giáo hóa vô lượng chúng sinh, cúng dường vô lượng chư Phật. Bảy, lại nữa, mười phương ba đời tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới bất khả thuyết đủ thứ thân Phật. Tám, lại nữa, mười phương ba đời tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới đủ thứ vô số vô tận sự trang nghiêm, có thể thị hiện tất cả trí tạng tự tại của Như Lai. Chín, lại nữa, mười phương ba đời tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới vô lượng vô số chúng sinh thanh tịnh. Mười, lại nữa, mười phương ba đời tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới đủ thứ căn tánh mười phương ba đời tất cả chư Phật, đủ thứ tinh tấn, đủ thứ tu hành và hiểu biết ở trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai thành đẳng chánh giác giáo hóa chúng sinh. Đó là mười thứ niệm của Phật. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có mười điều không thất thời. Những gì là mười? Đó là tất cả chư Phật thành đẳng chánh giác không thất thời, tất cả chư Phật thành thục chúng sinh có duyên không thất thời, tất cả chư Phật thọ ký cho Bồ Tát không thất thời, tất cả chư Phật tùy tâm chúng sinh thị hiện sức thần thông không thất thời, tất cả chư Phật tùy sự hiểu biết của chúng sinh mà thị hiện thân Phật không thất thời, tất cả chư Phật trụ nơi đại xả không thất thời, tất cả chư Phật và các tụ lạc không thất thời, tất cả chư Phật nhiếp các chúng sinh niềm tin thanh tịnh không thất thời, tất cả chư Phật điều phục chúng sinh ác không thất thời, tất cả chư Phật hiện thần thông không nghĩ bàn của chư Phật không thất thời. Đó là mười. Bồ Tát Thanh Liên Hòa Tạng lại nói: các vị Phật tử, chư Phật Thế Tôn có mười điều không thất thời. Những gì là mười điều không thất thời? Đó là: một, tất cả chư Phật thành đẳng chánh giác không thất thời. Khi chư Phật đến thành Phật thì nhất định thành Phật, không thể nói đến thành Phật mà không thành Phật, hoặc sớm một chút hoặc chậm một chút mà là đúng thời. Hai, tất cả chư Phật thành thục chúng sinh có duyên cũng không thất thời. Chúng sinh nào đáng được độ, đúng thời sẽ đi đến độ, đáng giáo hóa thì đi đến giáo hóa. Ba, lại nữa, tất cả chư Phật thọ ký cho Bồ Tát cũng không thất thời. Nói bạn ở đời vị lai sẽ làm Phật, Phật hiểu gì? Bốn, lại nữa, mười phương ba đời tất cả chư Phật tùy tâm niệm của chúng sinh mà thị hiện sức thần thông. Chúng sinh muốn thần lực gì thì Phật thị hiện thần lực đó cũng không thất thời. Năm, lại nữa, mười phương ba đời tất cả chư Phật tùy sự hiểu biết của chúng sinh, chúng sinh hiểu cái gì thì thị hiện ra cái đó, thị hiện thân Phật cũng không thất thời. Sáu, lại nữa, mười phương ba đời tất cả chư Phật trụ nơi đại xả, cái gì cũng đều xả bỏ được mà không thất thời, chỉ xả bỏ cũng không trước cũng không sau, vừa đúng thời. Bảy, lại nữa, mười phương ba đời tất cả chư Phật vào các tụ lạc, tức là đi vào xóm làng cũng không thất thời, lúc nào nên đi thì đi, không nên đi thì không đi. Tám, lại nữa, mười phương ba đời tất cả chư Phật nhiếp trì hết thảy tất cả các thiện nam tín nữ cũng không thất thời, cũng đúng thời. Chín, mười phương ba đời tất cả chư Phật điều phục chúng sinh ác tính cũng không thất thời. Mười, mười phương ba đời tất cả chư Phật hiện thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn của chư Phật cũng không thất thời. Đó là mười điều không thất thời. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có mười thứ cảnh giới không nghĩ bàn, không gì so sánh được. Những gì là mười? Đó là tất cả chư Phật khi ngồi kiết già đầy khắp mười phương vô lượng thế giới, tất cả chư Phật nói một câu nghĩa đều có thể khai thị tất cả Phật pháp, tất cả chư Phật phóng một luồng quang minh đều có thể chiếu khắp tất cả thế giới, tất cả chư Phật ở trong một thân đều có thể thị hiện tất cả các thân, tất cả chư Phật ở tại một nơi đều có thể thị hiện tất cả thế giới, tất cả chư Phật ở trong một trí đều có thể quyết rõ tất cả các pháp, không có sự quái ngại. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể đến các mười phương thế giới. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều hiện vô lượng oai đức của Như Lai. Tất cả chư Phật ở trong một niệm duyên khắp chư Phật và chúng sinh ba đời tâm không tạp loạn. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đồng một thể không hai với tất cả chư Phật quá khứ hiện tại và vị lai, đó là mười. Các vị Phật tử, chư Phật Thế Tôn có mười thứ cảnh giới, không nghĩ bàn, không gì so sánh được. Những gì là mười? Đó là: một, tất cả chư Phật khi ngồi kiết già đầy khắp mười phương vô lượng thế giới,
vì mười phương vô lượng thế giới đó đều dung mãn thân Phật. 2. Tất cả chư Phật nói một câu nghĩa, một ý nghĩa đều có thể khai thị tất cả Phật Pháp, tất cả Phật Pháp đều hiển lộ ra. 3. Tất cả chư Phật phóng một luồng quang minh đều có thể chiếu khắp tất cả thế giới. 4. Tất cả chư Phật ở trong một thân Phật đều có thể tùy loại thị hiện đủ thứ hóa thân. 5. Tất cả chư Phật ở tại một nơi đều có thể thị hiện tất cả thế giới. 6. Tất cả chư Phật ở trong một trí huệ đều có thể quyết rõ tất cả các pháp, tất cả Phật Pháp đều minh bạch hết, không có sự quái cải nào. 7. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể đến khắp mười phương thế giới, phải có cảnh giới không thể nghĩ bàn này. 8. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể hiện ra vô lượng oai đức của Như Lai. 9. Tất cả chư Phật ở trong một niệm biết được cảnh giới mười phương ba đời tất cả chư Phật và mười phương ba đời tất cả chúng sinh mà tâm không tạp loạn. 10. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đồng một thể không hai với tất cả chư Phật ba đời quá khứ hiện tại và vị lai, đó là mười cảnh giới không thể nghĩ bàn. Phật tử, chư Phật Thế Tôn hay sinh ra mười thứ trí huệ, những gì là mười? Đó là tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có thú hướng mà hay sinh ra trí nguyện hồi hướng. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp đều không có thân mà hay sinh ra trí thân thanh tịnh. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp vốn không hai mà hay sinh ra trí hay giác ngộ. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp vô ngã, vô chúng sinh mà hay sinh ra trí điều phục chúng sinh. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp vốn vô tướng mà hay sinh ra trí huệ thấu rõ các tướng. Tất cả chư Phật biết tất cả thế giới không có thành hoại mà hay sinh ra trí huệ thấu rõ thành hoại. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có tạo tác mà hay sinh ra trí huệ biết nghiệp quả. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có lời nói mà hay sinh ra trí huệ thấu rõ lời nói. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có nhiễm tịnh mà hay sinh ra trí huệ biết nhiễm tịnh. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có sinh diệt mà hay sinh ra trí biết rõ sinh diệt. Đó là mười. Các vị Phật tử, chư Phật Thế Tôn hay sinh ra mười thứ trí huệ. Những gì là mười? Đó là một, tất cả chư Phật biết tất cả pháp vốn là tịch tĩnh, không có một thú hướng mà hay sinh ra trí nguyện hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng về thật tế. 2. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp đều không có thân, mà hay sinh ra tất cả trí thân thanh tịnh. 3. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp vốn không hai, thậm chí một cũng không có, làm gì có hai. Nhưng Phật nhờ pháp này để giác ngộ nguồn gốc tự tánh của diệu chân như tánh. 4. Tất cả chư Phật đương nhiên biết tất cả pháp vô ngã, vô chúng sinh. Chỗ này hỏi chúng ta chúng sinh có biết tất cả pháp vô ngã, vô chúng sinh chăng? Phật đương nhiên chắc chắn biết, vậy tại sao phải nói ra là để xem chúng ta có biết chăng, có ngã chăng, có chúng sinh chăng? Nếu không có ngã thì không thể nói thị phi với người khác. Vì chẳng có ngã thì ai mắng tôi là ai? Ai chẳng cung kính tôi, ai hủy báng tôi? Nếu tất cả đều vô ngã thì còn có gì để tranh? Tại sao phải tranh? Vì cái ngã đa quái, cái ngã này nhất định phải đả đảo nó. Vì có ngã cho nên phải đả đảo nó. Có ngã tướng thì có tướng người, có tướng người thì có tướng chúng sinh, có tướng chúng sinh thì có tướng thọ mạng, không chúng sinh thì không còn tướng thọ mạng. Nhưng Phật dùng pháp môn phương tiện thiện xảo để điều phục chúng sinh, Phật có trí huệ này. 5. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp vốn vô tướng. Pháp có tướng gì? Bạn nói nó là màu xanh hay là màu vàng, màu đỏ hay là màu đen? Trong xanh vàng đỏ trắng đen là màu nào? Pháp chẳng có một tướng nào thì sao lại có màu sắc gì? Phật biết pháp không hình, không tướng mà hay sinh ra trí huệ thấu rõ các tướng. 6. Tất cả chư Phật biết tất cả thế giới không có thành hoại. Thế giới này vốn có thành trụ hoại không, nhưng sau khi thành trụ hoại không lại như thế nào? Vẫn là thành trụ hoại không. Cho nên thành trụ hoại không vốn là không, đừng chấp trước vào nó. Phải biết nó chẳng có thành hoại mà hay sinh ra trí huệ thành hoại, thấu rõ đạo lý thành hoại này. 7. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có tạo tác. Pháp có tạo tác gì? Pháp vốn là tịch tĩnh, không có gì tạo tác. Mà Phật biết được con người khởi hoàng tạo nghiệp thọ báo, một niệm chẳng giác sinh ra ba đời, cảnh giới làm duyên trưởng lục thô. 7. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp vốn chẳng có gì để nói. Phật nói pháp chỉ là nói pháp chẳng có lời nói, nhưng hay sinh ra trí huệ thấu rõ lời nói. 8. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp vốn chẳng có một tướng,
sao lại có nhiễm có tịnh? Chính tất cả chư Phật biết tất cả pháp, chẳng có nhiễm tịnh mà hay sinh ra trí huệ biết nhiễm tịnh. 10. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp, chẳng sinh chẳng diệt mà hay sinh ra trí biết rõ sinh diệt. Đó là 10 thứ pháp. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ pháp khắp vào. Những gì là 10? Đó là tất cả chư Phật có thân thanh tịnh phi diệu vào khắp ba đời. Tất cả chư Phật thầy đều đầy đủ ba thứ tự tại, giáo hóa khắp chúng sinh. Tất cả chư Phật thầy đều đầy đủ các đà la ni, thọ trì khắp tất cả Phật pháp. Tất cả chư Phật thầy đều đầy đủ bốn thứ biện tài, chuyển khắp tất cả bánh xe pháp thanh tịnh. Tất cả chư Phật thầy đều đầy đủ đại bi bình đẳng, luôn chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh. Tất cả chư Phật thầy đều đầy đủ thiền định thâm sâu, luôn quan sát khắp tất cả chúng sinh. Tất cả chư Phật thầy đều đầy đủ cắt lạch lợi tha, điều phục chúng sinh không ngừng nghỉ. Tất cả chư Phật thầy đều đầy đủ tâm vô ngại khắp an trụ tất cả pháp giới. Tất cả chư Phật thầy đều đầy đủ thần lực vô ngại, một niệm hiện khắp chư Phật ba đời. Tất cả chư Phật thầy đều đầy đủ trí huệ vô ngại, một niệm khắp lập số kiếp ba đời. Đó là 10. Các vị Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ pháp vào khắp. Những gì là 10? Đó là một, tất cả chư Phật có thần thành tịnh vi diệu vào khắp ba đời, quá khứ hiện tại vị lai. 2. Tất cả chư Phật thầy đều đầy đủ ba thứ tự tại, khắp giáo hóa chúng sinh. Ba thứ tự tại có thể nói là thân tự tại, tâm tự tại, niệm tự tại. Thần miệng ý, ba nghiệp đều tự tại, thanh tịnh, khiến cho tất cả cũng đắc được tự tại này. Ba thứ tự tại cũng có thể nói, ăn cơm, mặc áo, ngủ nghỉ, ba thứ này đều tự tại. Đây là có đạo lý tự tại như thế nào? Ăn cơm tự tại, ăn hay không ăn đều không quan trọng, ăn cũng không no, không ăn cũng không đói. Bạn nói đây chẳng tự tại chăng? Một khi nhập định, bao lâu không ăn cơm cũng chẳng có vấn đề gì, không nhập định cũng chẳng có vấn đề gì. Mặc áo tự tại, mặc hay không mặc y áo đều được, ai ai cũng đều phải mặc y phục, Phật chẳng mặc y phục cũng chẳng có vấn đề gì. Tại sao? Vì Ngài chẳng còn tướng ta. Phật xem Phật chẳng mặc y phục hoặc có mặc y phục, đó đều là tâm phân biệt của chúng sinh. Kỳ thật Ngài chọn ngày ăn cơm chưa ăn một hạt gạo, chọn ngày mặc y chưa từng mặc một sợi tơ. Mỗi ngày mặc y cho đến một sợi tơ, một sợi chỉ cũng chẳng mặc. Bạn nói đó chẳng phải là tự tại chăng? Chẳng giống như chúng ta mọi người phải cầm y phục lên để mặc vào, nếu không thì cảm thấy chịu không được, còn vấn đề nóng lạnh nữa. Phật cũng chẳng cảm thấy lạnh, chẳng cảm thấy nóng. Mặc mà chưa từng mặc, ăn mà chưa từng ăn. Còn cả đêm ngủ nghỉ chẳng nhắm mắt, khi ngủ chẳng nhắm mắt, chẳng nhắm mắt thì ngủ rồi, thật là tự tại. Ba nghiệp đều tự tại, ba nghiệp đều thanh tịnh, điển khắp giáo hóa chúng sinh. 3. Tất cả chư Phật thầy đều đầy đủ các đà la ni, tổng tất cả pháp trì vô lượng nghĩa, khắp thọ trì tất cả Phật pháp. 4. Tất cả chư Phật thầy đều đầy đủ bốn thứ biện tài. Bốn thứ biện tài là từ vô ngại biện, pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, lạc thuyết vô ngại biện. Phật đầy đủ bốn vô ngại biện, chuyển khắp tất cả bánh xe pháp thanh tịnh. 5. Tất cả chư Phật thầy đều đầy đủ đại bi bình đẳng, luôn nghĩ nhớ đến tất cả chúng sinh. Tất cả chư Phật luôn chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh. 6. Tất cả chư Phật thầy đều đầy đủ thiền định thâm sâu, luôn quan sát khắp tất cả chúng sinh. Còn chúng ta thì thích lo việc nhàn hạ, cứ đi tìm bên ngoài giống như máy chụp hình. Hiện tại đã phát minh máy chụp hình, chụp là có hình liền, đó là phát minh của khoa học. Tương lai sẽ còn có nhiều điều mà khoa học chưa phát minh ra được. Trước kia tại Kim Sơn Thánh Tự, chẳng phải tôi đã từng nói với quý vị, 500 năm sau, mỗi thân người đều có máy truyền hình, đều có máy điện thoại. Bây giờ thì chưa có, đến lúc đó bạn sẽ biết lời tôi nói là đúng. Nếu không tin, bạn hãy sống đến 500 năm sau, bạn sẽ thấy. Nếu như bạn sống đến 500 tuổi, thì không thể nói lời tôi nói là giả. Chư Phật luôn quan sát khắp tất cả chúng sinh, trong đó có bạn, tôi và những người khác. 7. Tất cả chư Phật thầy đều đầy đủ cát lạnh lợi tha, chư Phật điều phục hết thảy chúng sinh, không có lúc nào ngừng nghỉ. 8. Tất cả chư Phật thầy đều đầy đủ tâm không chướng ngại, khắp an trụ tất cả pháp giới chuyển bánh xe pháp. 9. Mười phương ba đời tất cả chư Phật thầy đều đầy đủ thần lực vô ngại, ở trong một niệm hiện khắp pháp thân của chư Phật ba đời, quá khứ hiện tại và vị lai. 10. Tất cả chư Phật thầy đều đầy đủ trí huệ viên mãn vô ngại, ở trong một niệm khắp lập số kiếp ba đời,
Tất cả kiếp số đều do ở trong một niệm kiến lập nên, đó là 10 thứ vào khắp của chư Phật. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 pháp rộng lớn, khó tin thọ. Những gì là 10? Đó là tất cả chư Phật đều tiêu diệt được tất cả các ma, tất cả chư Phật đều hàng phục được tất cả ngoại đạo, tất cả chư Phật đều điều phục được tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ vui thích, tất cả chư Phật đều đi đến được tất cả thế giới để giáo hóa các chúng sinh, tất cả chư Phật đều có trí huệ chứng được pháp giới thâm sâu, tất cả chư Phật đều dùng được thân không hai, hiện đủ thứ thân đầy khắp thế giới, tất cả chư Phật thầy đều dùng âm thanh thanh tịnh, khởi bốn biện tài, nói pháp không dứt, phàm là có người tin thọ công chẳng luống mất. Tất cả chư Phật thầy đều có thể ở trong một lỗ lông hiện ra chư Phật, đồng với số hạt bụi của tất cả thế giới không có đoạn tuyệt. Tất cả chư Phật thầy đều có thể ở trong một hạt bụi thì hiện các cõi, đồng với số hạt bụi của tất cả thế giới, đầy đủ các thứ trang nghiêm tốt đẹp, luôn ở trong đó chuyển bánh xe pháp, giáo hóa chúng sinh, mà hạt bụi chẳng lớn, thế giới chẳng nhỏ, thường dùng chứng trí an trụ pháp giới. Tất cả chư Phật thầy đều thấu đạt pháp giới thanh tịnh, dùng trí quang minh phá tan si ám của thế gian, khiến cho Phật pháp đều được khai sáng, tùy theo Như Lai trụ ở trong 10 lực, đó là 10. Các vị Phật tử, chư Phật Thế Tôn lại có 10 pháp rộng lớn không dễ gì tin thọ. Những gì là 10? Đó là: một, tất cả chư Phật đều tiêu diệt được tất cả các ma; hai, tất cả chư Phật đều hàng phục được tất cả ngoại đạo; ba, tất cả chư Phật đều điều phục được tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ vui thích; bốn, tất cả chư Phật đều đi đến được tất cả thế giới để giáo hóa các chúng sinh; năm, tất cả chư Phật đều có trí huệ kết hợp với lý thể pháp giới; sáu, tất cả chư Phật đều dùng thân không hai, hiện đủ thứ thân đầy khắp thế giới; bảy, tất cả chư Phật thầy đều dùng âm thanh thanh tịnh vi diệu, khởi bốn thứ biện tài vô ngại, luôn luôn nói pháp không dứt, nếu có người tin thọ phụng hành thì công chẳng luống mất; tám, tất cả chư Phật thầy đều có thể ở trong một lỗ lông hiện ra chư Phật, số nhiều đồng với số hạt bụi của tất cả thế giới, liên tục không có đoạn tuyệt; chín, tất cả chư Phật thầy đều có thể ở trong một hạt bụi thì hiện hết thảy cõi Phật, nhiều đồng với số hạt bụi của tất cả thế giới, mà đều đầy đủ các thứ trang nghiêm tốt đẹp. Chư Phật thường ở trong đó chuyển bánh xe pháp, giáo hóa chúng sinh, mà hạt bụi đó cũng chẳng lớn thêm, thế giới chẳng nhỏ lại, đó là diệu trí an trụ pháp giới của chư Phật đắc được. 10. Tất cả chư Phật thảy đều thấu đạt pháp giới thành tịnh, dùng trí huệ quang minh phá tan si ám của thế gian, khiến cho chúng sinh đều minh bạch Phật pháp, tùy theo Phật trụ ở trong 10 lực của Phật, đó là 10 thứ pháp rộng lớn khó tìm thọ. Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ đại công đức, lìa lỗi thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là: tất cả chư Phật đủ đại oai đức, lìa lỗi thanh tịnh. Tất cả chư Phật đều từ trong nhà Như Lai ba đời sinh ra, chủng tộc đều thiện, lìa lỗi thanh tịnh. Tất cả chư Phật hết thuở vị lai tâm vô sở trụ, lìa lỗi thanh tịnh. Tất cả chư Phật với pháp ba đời đều không chấp trước, lìa lỗi thanh tịnh. Tất cả chư Phật biết đủ thứ tánh, đều là một tánh không tưởng đâu đến, lìa lỗi thanh tịnh. Tất cả chư Phật thuở trước thuở sau phước đức vô tận, đồng với pháp giới, lìa lỗi thanh tịnh. Tất cả chư Phật thân tướng vô biên, khắp mười phương cõi nước tùy thời điều phục tất cả chúng sinh, lìa lỗi thanh tịnh.